Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình bình luận diễn biến chính sự Ukraine ngày Chủ nhật 13 tháng 8, ngày thứ 535 cuộc chiến. Chúc quý vị có buổi tối thứ bảy vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Trong chương trình ngày Chủ nhật này, chúng tôi cũng kiểu như là cố để làm một bản tin để cập nhật cho quý vị các tình hình diễn ra trên mặt trận. Bởi vì ngày Chủ nhật nhưng mà cũng có vài những diễn biến rất đáng lưu ý để mà kết thúc sớm rồi chúng tôi xem xét có thể uh, triển khai cái chương trình ăn cơm khoai, nói chuyện quốc tế hầu chuyện uh, quý bà con trong buổi tối ngày hôm nay hay không chắc chắn nếu có thì sẽ bị muộn, quý vị thông cảm trước nha và hôm nay chúng ta đến một cái diễn biến nó hơi, hơi lạ một tí đấy là cái việc mà từ lâu rồi thì uh, chúng ta nhớ về việc đầu tiên vào ngày 17 tháng 7 sau khi mà phía Ukraine tấn công cầu Ketch và phá hủy một cái một cái nhịp cầu, đúng không ạ, thì sau đấy đã diễn ra cái sự việc mà nga tuyên bố cắt đứt thỏa thuận ngũ cốc và sau đó họ dọa là họ sẽ bắn bất kỳ hoặc à họ sẽ đại khái coi bất kỳ một cái hành động một cái tàu nào tiến vào cảng Odessa là một cái tàu có thể chứa vũ khí, đấy chúng ta nhớ nguyên văn chứ không phải là họ bắn bất cứ tàu nào còn nhiều khi mình nhỡ miệng mình nói bắn ra cho nó nó kiểu như mình quên thôi đúng không ạ hoặc là mình mang cái ý nghĩa cho nó thêm tí mắm muối mà cho nó gây cấn thôi chứ còn nguyên tắc của họ thì là họ sẽ coi những tàu đấy là có thể mang vũ khí sau đấy thì quý vị cũng biết là một vài các con tàu khác thì không biết là vì lý do gì nhưng mà cũng thách thức phía nga đúng không ạ có ba con tàu và sau đó từ đấy đến giờ thì không có cái gì nữa những thông tin gần đây cho biết là cách đây khoảng 2 3 ngày thì ông Zelensky cũng ra tuyên bố là họ sẽ chủ động để họ tiến hành một một cái thỏa thuận ngũ cốc một cách đơn phương. Trước đó thì họ đã từng nói rằng là họ sẽ phối hợp với lại Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, NATO và Liên Hợp Quốc để mà tiến hành một thỏa thuận ngũ cốc cũng là đơn phương, không cần có sự cho phép của Nga. Thế nhưng mà dường như những cái diễn biến trên chính trường nó không có gọi là chiều lòng của ông Zelensky cho nên là mấy ngày sau thì ông đưa ra cái tuyên bố là ông ấy sẽ tự làm đúng không ạ hôm uh, sáng hôm nay thì uh, người đại diện của phía liên quan tới cảng kiếc này nọ rồi quân đội quân điếc của ukraine ấy, thì họ nói rằng là họ đã bắt đầu cho phép đăng ký các tàu ra vào quay trở lại biển odessa cảng odessa để mà coi như là, là nối lại cái thỏa thuận ngũ cốc đấy, đấy thế thì uh, Chúng ta cũng biết là theo chính phủ Ukraine thì họ sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ rồi đảm bảo tất cả các vấn đề an toàn. À, và họ cũng lên đảo rắn, họ chụp những cái thước phim, quay những video cắm cột mốc này nọ rồi thể hiện là về cái việc là Ukraine đã sẵn sàng làm chủ khu vực biển này rồi. Và thách thức Nga cũng như là có thể cung cấp đảm bảo mọi thứ cái vấn đề an ninh an toàn cho bất kỳ tộc bè nào qua. Đấy là cái nguyên văn của cái người phụ trách vấn đề. Đến trưa ngày hôm nay thì có một cái cầu, cái tàu, đúng là có một tàu thật, tên là tàu Sukaoka, và dưới một cái lá cờ của nước Palau, Palau chắc là một cái nước kiểu như ở khu vực uh, Caribe đấy, đúng không ạ? Mấy khu vực đấy là khu vực mà nó giống kiểu như là gần Panama, nó có những cái gì đó mà người ta nhờ những cái lá cờ như thế, họ có thể... Uh, À, đại khái nó còn ưu đại, đúng không ạ? Khi mà làm tàu, cái việc đấy quý vị nào ở Việt Nam làm tàu quý vị biết rồi. Tàu người Việt Nam thôi nhưng mà toàn cờ Panama. Thế thì cái tàu đấy nó đi vào cái khu vực mà nó hướng lên cảng Ismail. Chúng ta biết cảng Ismail là cái cảng trong nội địa mà đã từng bắn phá, bị nga bắn phá rất nhiều ở khu vực này. Như vậy là cái tuyến đường của nó có thể đi theo cái hướng này để ra đây, để vào đây thì như vậy thì trên đường đi thì tàu tuần tra của nga chính là chiếc Vasily Bikov mà trước mấy hôm trước nó từng bị ukraine tấn công đấy thì nó đã bắn uh, súng nó đã ra những dấu hiệu để nó cảnh báo để bắt con tàu phải dừng lại nhưng mà con tàu không chịu dừng lại sau đó thì nó đã bắn à, nó bắn súng cảnh cáo uh, để mà ra những dấu hiệu về việc là sẽ soi kỹ cái uh, uh, hàng hóa của con tàu sau đó thì con tàu đã buộc phải dừng lại và trực thăng nó đã đổ bộ để nó lên tàu nó khám xét này nọ vân vân. Và sau khi khám xét thì con tàu quay trở lại vào và cái cái hành trình của họ tới cảng Ismay một cách bình thường. Và tàu tuần tra của Nga cũng tiến hành những hoạt động một cách bình thường. Như vậy có thể nói rằng là trong đợt này thì Nga có một cái dấu hiệu nó đại khái nó nó khá là là ôn hòa đúng không ạ? họ tuy là họ nổ súng nhưng mà họ cũng chỉ lên kiểm tra sau đó rồi họ cho phép họ thả đi như vậy họ không có những cái hành động mang tính chất là tấn công bắn chìm bắn trước như là à, rất nhiều nguồn tin à, đại khái là đang thách thức người nga và chúng ta cũng không biết là tiếp theo thì nga có làm gì hay không mà không biết là cái tàu đấy thì nó có đến cảng Izmail hay không hay nó về phía cái bên trái của bờ sông thì nó sẽ là cái biên giới của romani đại khái tình huống bây giờ thì nó vẫn là một câu chuyện đang tiếp diễn, à, chắc chắn người nga cũng đang theo dõi và đến thời điểm này thì quý vị cũng biết là nga họ đã nội địa hóa toàn bộ, toàn bộ được cái uh, việc sản xuất tên uh, UAV Geran. đúng không ạ? Geran 2 ở trong nước, cho nên là cái Geran đấy thì nó gây ra rất nhiều thiệt hại cho phía ukraine một cách rẻ bèo, à, ấy, một cái con đấy nó chỉ có khoảng 10 đến 20 nghìn đô thôi, nhưng mà thiệt hại cực kỳ lớn như vậy thì rõ ràng là phía nga mấy ngày hôm nay họ không tấn công vào khu vực cảng này có lẽ họ cũng đang có một kế hoạch họ đang chờ đợi cái điều gì đó đến thời điểm này thì chúng ta cũng biết là phía thổ nhĩ kỳ họ cũng có một số những cái động thái để mà gọi là uh, sẵn sàng đàm phán bên nga đúng không để mà nối lại cái thỏa thuận ngũ cốc theo một cái hình thức nhất định nào đó và như vậy thì phía nga cũng không có cái lý do gì để phải làm căng nhưng mà nếu có thể những con tàu mà nó ở cái tuyến vĩ tuyến này trở lên Thì có thể phía Nga sẽ có những cái hành động nó khác Đấy là mình đoán thôi Còn tới thời điểm này họ đi vào cảng Ismail bằng đường sông này Thì rõ ràng nó vẫn là cái khu vực của Rumani, Cũng chưa có cái gì để nó xâm phạm tới những điều mà Nga đã nói Cũng nhân chuyện Thổ Nhĩ Kỳ thì chúng ta cũng nói luôn Gần đây hai ngày trước Một ngày trước chúng tôi cùng quý vị cũng đã biết một cái vụ tấn công của Nga Vào nhà máy sản xuất động cơ máy bay Motosix ở Zaporizhia đúng không ạ một cái hãng có thể nói là lớn hàng đầu về chuyên sản xuất các động cơ máy bay trong đó có cái động cơ của cái Barayta tức là cái Uav mà rất nổi tiếng của thổ nhĩ kỳ đấy và thổ nhĩ kỳ thì cùng với lại ukraine cũng đang tiến hành mở một nhà máy để sản xuất cái Uav Barayta đó ở ukraine và nó cũng là cái Uav mà sẽ sử dụng động cơ của hãng Motosic cho nên là phía nga đã dằn mặt thổ nhĩ kỳ bằng việc là họ tấn công họ phá hủy cái nhà máy motosic đấy ở khu vực zaporiza cũng là một cái diễn biến mà cho thấy những cái liên quan đến thổ nhĩ kỳ nó vẫn là những cái mà nó có thể nói nó có nhiều cái biến còn chờ đợi chúng ta đúng không ạ đến bây giờ thì điện kremlin họ cũng chưa xác nhận là ông putin sang thổ nhĩ kỳ còn uh, thổ nhĩ kỳ cũng không loại trừ cái khả năng ông putin sẽ không sang và hai bên có thể tiến hành cái cuộc uh, gọi là trao đổi ngược lại có nghĩa là ông uh, Erdogan sẽ thăng sang thăm nga hoặc dưới hình thức nào đó còn ở phía nga với thổ nhĩ kỳ thì họ cũng uh, nói rằng những cái dự án về liên quan tới năng lượng rất lớn trong thời gian tới rồi hành lang ngũ cốc vân vân nó là những cái uh, lợi ích cho cả hai quốc gia rất lớn và tất cả những cái gì xung quanh việc liên quan đến Ukraine hay những vấn đề địa chính trị khác thì nó không ảnh hưởng tới những dự án kinh tế như vậy. Chúng ta cũng biết là phía nga họ cũng đang xây một nhà máy hạt điện hạt nhân rất lớn ở thổ nhĩ kỳ và đã khánh thành những cái giai đoạn đầu rồi. À, trước thì chúng tôi cũng cùng quý vị à, ra những cảnh báo cho thổ nhĩ kỳ đúng không ạ? Nếu mà thổ nhĩ kỳ mà à, kiểu như cố tình để chơi nga thì tất nhiên nga cũng sẽ thiệt hại thôi. Nhưng mà cái người ăn thua thiệt à, chắc chắn cuối cùng sẽ là Thổ Nhĩ Kỳ. Cho nên là đây cũng là những cái hành động mà phía Nga họ tấn công để mà họ giàn mặt. Và chắc chắn cái này nó thiệt hại và có khả năng nó ảnh hưởng rất nhiều đến những kế hoạch của hai bên. Chúng ta cũng biết là hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Nga nó cũng là một cái gì nó rất là chớ trêu, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì phía Nga cũng có những thông tin là Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã từng và đang cung cấp đạn trùm cho phía Ukraine rồi. Có nghĩa rằng đã có một thỏa thuận để giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ để mà Thổ Nhĩ Kỳ thích giúp gì Ukraine thì giúp đúng không ạ và phía Nga dường như là không không có thể làm gì để ngăn cản được điều đó bởi vì nó cũng chẳng vi phạm cái điều gì Thổ Nhĩ Kỳ cũng chẳng phải là bạn người Nga đúng không ạ hai bên chỉ có thể nói một từ nói thẳng ra là lợi dụng nhau để mà làm ăn kinh tế thôi và Nga cũng phải chấp nhận một việc là Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp bom đạn vũ khí cho Ukraine và hai bên cũng phải chịu chấp nhận như chúng tôi cũng từng phân tích tình huống rồi là họ về cơ bản họ lợi dụng những tình huống kinh tế lẫn nhau bởi vì nếu mà họ không lợi dụng nhau thì sẽ có những lời khác người ta lợi dụng đúng không ạ và họ không tìm ra những món hời ở đâu khác cho nên họ lợi dụng nhau nhưng họ chính là kẻ thù à, những nơi nào mà không lợi dụng được thì họ sẵn sàng là gây phương hại cho nhau đúng không đấy ví dụ chúng ta thấy những quyền lợi của thổ nhĩ kỳ có thể bị nga tấn công ở syri rồi là ở những khu vực người cút rồi thậm chí ở armenia azerbaijan georgia đúng không ạ Đấy, rồi kể cả khu vực biển đen nữa và thổ nhĩ kỳ thì cũng hở ra cái gì thì cũng tấn công vào quyền lợi của nga nhưng mà nó không đại khái nó không mang cái tính chất là nó có một cái sự tính toán và nó diễn ra ở các cái lãnh thổ trung lập bởi vì rõ ràng là phía nga họ không có những cái đó để thổ nhĩ kỳ họ lợi dụng nhưng mà qua cái việc thổ nhĩ kỳ giúp ukraine để làm mọi thứ thì phía Thổ nhĩ kỳ cũng tấn công vào cái quyền lợi đúng không ạ lợi ích của người nga cho nên dường như hai bên đã thống nhất với nhau. Nó là một quan hệ friendly, có nghĩa rằng là nửa bạn nửa thù. Đến với những diễn biến trên chiến sự, chúng tôi sẽ đi nhanh trong chiều ngày hôm nay. À, những thông tin mới về khu vực Kherson. À, dường như mới có một vụ tấn công bằng một à, loại à, vũ khí nào đó và một cái kho đạn khá lớn của người Nga ở khu vực Kherson. Chúng tôi cũng chưa có cái à, tọa độ, nhưng mà có vẻ vụ nổ à, khá lớn. Chúng ta đến với hình ảnh. Đây một vụ nổ này được coi là một vụ nổ một kho đạn khá lớn, khá lớn, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy cái cái này thì nó không nói lên được cái lớn nhỏ bởi vì nó chỉ là cái vụ mà nó làm lóa cái máy ảnh đi thôi. Nhưng mà rõ ràng cũng cho thấy phía Ukraine dường như là họ đã có một cái sự uh, uh, chuẩn bị về cái tay trong, uh, gián điệp ở khu vực này hoạt động cực kỳ mạnh. Đấy, chúng ta nhớ là À, những cái việc họ đổ bộ lên trại Kozak này. Và hôm nay có những thông tin không chưa được xác nhận về việc là trong đợt đổ bộ trước đấy họ bắt được cả một cái tiểu đoàn trưởng của người Nga và một nhóm quân của Nga ở khu vực này. Đấy là một thông tin mang tính chất là nó thiên về phía Ukraine thôi, cần xác nhận. Nhưng nếu có thì cũng không ngạc nhiên, bởi vì rõ ràng chúng ta thấy là những hoạt động về tình báo, về gián điệp của Ukraine họ đang hoạt động rất tích cực trở lại trong thời gian vừa qua ở khu vực này và trước cái diễn biến có thể xảy ra là một cái cuộc đổ bộ, đúng không ạ? Còn họ cũng hoạt động gián điệp rất ác liệt ở cả khu Melitopol, Berdian, Mariupol và toàn chiến tuyến. Và cái việc đấy thì chúng ta cũng thấy nó dường như nó, và tất nhiên ở Crimea nữa. Nhưng mà ý tôi nói, nó là một cái việc nó hết sức thông thường bởi vì vốn đây là những cái vần ảnh tổ cũ của Ukraine. Ở khu vực uh, Zaporizhia thì trong chiều ngày hôm nay chúng ta thấy là phía Nga cũng đang có những cái hoạt động uh, tích cực trở lại ở hướng Pattaya. Mấy hôm trước thì họ cũng đã từng làm như thế rồi, 24 giờ trước đúng không ạ? Còn hôm nay thì họ lại có thêm một vài những hoạt động mà phía Ukraine họ ghi nhận là ở khu vực lân cận của các cái thị trấn phía Tây Bắc, phía Đông Bắc của Konova Lopva, rồi phía Nam của uh, 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 Pattaya, phía Tây của Pattaya. Tuy nhiên là chưa có mũi tấn công nào uh, chủ động uh, mở ra uh, diễn biến tích cực trên chiến trường, chỉ có cái mũi tấn công hôm trước của họ lên phía Kamianske và họ kéo quân ra phía sát cái tuyến đường nhằm cắt cái đường hậu cần của Ukraine từ hướng Patea lên tới Kamiansky. Thế còn bây giờ với những cái việc như này, có khả năng là phía Nga đang ý thức một điểm rất quan trọng là Ukraine sẽ tung ra những cái đợt tấn công cuối cùng lớn nhất của họ ở Rabutine. Cho nên là họ đã chuẩn bị trận địa ở đây, đúng không ạ? Trận địa pháo kích, trận địa quân, trận địa trinh sát này nọ vân vân để mà trong trường hợp Ukraine tung ra đợt tấn công lớn thì phía Nga sẽ ngay lập tức mở một chiến dịch cực lớn tấn công ở khu vực này, vào tất cả những cái, cái, cái uh, trận địa lớn nhất của Ukraine ở khu vực này để mà uh, kéo giãn toàn bộ cái đội hình của phía Ukraine, làm uh, mỏng cái uh, lực lượng tấn công của họ, uh, có thể nói là một cái sự giải vây thụ động cho cái chiến trường rabutine còn ở hướng Rabutine, sau khi tất cả những trận đấu trong buổi sáng đã ngã ngũ về việc Ukraine tiến từ hướng Bắc xuống rồi tấn mạnh vào hướng Đông, rồi chiếm một vài cái vùng nhỏ ở khu vực phía Đông, tức là chiếm lại cái khu trước họ đã chiếm, rồi họ tấn công sang phía bên này và bị đẩy lui hoàn toàn. Phía trên thì Nga thu hồi lại những cái khu vực họ mất ở phía dưới Novodovka. <laughs> phía Ukraine thì cũng bị chặn ở khu vực này, họ tấn công và uh, ukraine chiếm nhẹ ở khu vực này đúng không ạ như vậy chúng tôi vẽ lại bản đồ trước khi những diễn biến trong ngày hôm nay giao tranh ở đây giao tranh ở đây ukraine chiếm được khu này một tí khu vực này họ bị đánh bật ra khu vực này họ tấn công xuống nhưng mà cũng bị nga đánh bật ra khu vực này thì họ phải rút lui như vậy đấy là những diễn biến uh, trong đợt trước trong uh, đến sáng hôm nay còn trong chiều hôm nay thì một đợt tấn công lớn của ukraine trước khi mà phía họ tấn công dồn dập vào trận địa của nga có bằng đạn trùm à, thì sau đó một đạo quân khá lớn gồm 60 binh sĩ, 4 xe tăng, một xe Hammer đã tấn công thẳng xuống từ uh, hướng Bắc xuống khu vực phía gần Tây, uh, gần Đông Bắc, tức là giáp giữa khu vực mà họ đang đóng quân ở đây và cái điểm ở phía trên. Và khu vực này, giao tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra. Phía Nga đang tích cực bắn phá vào trận địa của Nga. Một trong những diễn biến đáng chú ý ở khu vực Rabutine trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là có một số những nguồn tin họ đã ghi nhận dường như ukraine đã, đã sử dụng uh, vũ khí hóa học và chúng tôi cũng không ngạc nhiên uh, chúng tôi cũng cùng quý vị đã nhắc đi nhắc lại rồi đúng không ạ một trong những cái diễn biến mà có thể là tạo ra những cái kịch tính lớn nhất ở trong cái cuộc phản công của ukraine uh, cơ bản thì nó sẽ là thua đấy cái đấy thì cách đây 3 tháng thì chúng ta cũng uh, nói như thế trong lòng rồi đúng không ạ nhưng mà chúng ta không dám nói ra và cũng không nên nói ra nhưng mà cái câu chuyện thì có một thứ nó có thể thay đổi được phần nào đấy chính là việc uav của ukraine có thể kết hợp với lại vũ khí hóa học ở mức độ nào đó mà họ đã nghiên cứu họ đã tự hào họ đã khoe họ đã có thể nói họ đã rất tự tin đúng không ạ đấy và nếu như kết hợp hàng trăm hàng nghìn cái con uav đấy tấn công về mặt trận của nga trước khi quân của họ tràn qua thì có khả năng nó tạo được những cái đột phá đáng kể trên chiến trường Đấy là một cái kịch bản mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều mà có thể tạo ra được đột phá đúng không ạ? Đấy à, và bây giờ thì nếu nó có thì chúng ta cũng thấy là nó cũng 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 có thể phải xảy ra bởi vì bây giờ thì chúng ta thấy là Ukraine họ không còn một cái cửa nào để mà họ có thể tạo được những cái đột phá mang tính chất là gọi là thay đổi được cuộc chiến đúng không ạ? Đấy, và chị họ chỉ còn cố thể cố đưa ra những nguồn lực đáng kể để mà chiếm trận địa này nọ vân vân để mang tính chất là nó chốt hạ được cái giai đoạn này của cuộc chiến mà thôi, chứ không có thể thay đổi được cái gì nữa. Tóm lại nó là một cái sự thất bại đúng không ạ? À, và nó bế tắc thì tất nhiên là bên nào tấn công thì là coi như nó là thất bại thôi. Thế thì chỉ có mỗi một cái có thể thay đổi được cái việc đó mà đó là chính cái vũ khí hóa học. Đấy và bây giờ thì tất nhiên những cái bên nào họ đang tuyệt vọng thì họ sẽ có xu hướng sử dụng vũ khí hóa học cho nên là đây là thông tin chưa được xác nhận, một cái uh, nguồn tin rất là thân, uh, rất là là trung lập nhưng mà rất là uy tín, họ nói về việc đó nhưng họ cũng nói rằng chưa được xác nhận và cái người đấy thì người ta cũng không có hay buôn chuyện, đấy cho nên là khả năng là nó rất cao. Còn lại thì uh, giả sử như đấy là vấn đề mà Ukraine sử dụng vũ khí hóa học đi, thì uh, vì chúng ta cũng không biết lực lượng vũ khí hóa học của Nga như nào, nhưng mà rõ ràng nếu như mà họ chỉ cần giữ những thứ vũ khí hóa học thời liên xô thôi thì tôi nghĩ rằng là cái kịch bản nó sẽ lặp lại giống như kiểu đạn chùm đúng không ạ có nghĩa rằng là họ sẽ có ít nhất 10 lần những thứ mà ukraine có những cái mà gọi là cái cái hộp pandora đấy đúng không ạ những cái gì đen tối ukraine có chắc chắn nga sẽ có khoảng 10 lần như thế cho nên là có thể ngay trong một cái ngắn hạn thì ukraine có được lợi thế nhưng mà trên đường dài thì nga sẽ nghĩ ra cách để mà trừng phạt những cái đó mà nga sẽ không chịu những cái tiếng xấu đúng không ạ Ví dụ như bây giờ thì đạn chùm họ cũng sử dụng rất nhiều, gây thiệt hại và hoảng loạn cho, cho Ukraine rất nhiều, nhưng mà họ không nói. Đấy, còn Ukraine thì dường như họ uh, gọi là bất chấp dư luận luôn, họ sử dụng rất nhiều, gần như là cứ có video là liên quan đạn chùm là họ đều tung lên. Đấy, và họ bắn còn cả vào những cái nơi uh, dân sự của Nga ở khu vực Donetsk. Sau đó họ báo với Mỹ, báo cáo sử dụng đạn chùm trong tháng là phía Mỹ cảm thấy rất tâm đắc. Mỹ bảo là họ nắm được toàn bộ báo cáo của Ukraine và Ukraine đã sử dụng đúng mục đích cái đạn trùm mà Mỹ đã gửi cho. Đấy, thế còn những cái hoạt động tấn công hàng loạt vào dân thường ở khu vực Donetsk bằng đạn trùm thì tất nhiên là Ukraine sẽ không thông báo cho Mỹ, đúng không ạ? Và kể cả Mỹ có biết thì họ cũng sẽ làm ngơ. Khi nào cuộc chiến này nó thay đổi, lúc bấy giờ có thể ông Zelensky không còn được gọi là trọng dụng nữa thì những lúc đấy chúng ta sẽ thấy hàng loạt những cái thông tin liên quan tới việc sử dụng đạn chùm hay vũ khí hóa học bây giờ nó sẽ xuất hiện đúng không ạ và nó sẽ vào một cái ra mắt một cái thời điểm mà nó 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 có thể là phù hợp nhất vâng ở chiến trường Zaporizhia và toàn bộ chiến trường thì điểm nóng nhất vẫn là khu vực Uzoyer và chúng ta biết rằng là trong giai đoạn 2 của cuộc tổng phản công thì Ukraine cũng chưa làm được cái gì đáng kể ngoài việc là họ uh, có thể nói là họ kiểm soát nhưng mà cũng là kiểm soát lỏng đối với lại Staromajer đúng không ạ thì Star-O-Major tại sao nó kiểm soát lỏng bởi vì nó có cái Uzozeer Cho nên là nếu mà trong trường hợp mà Ukraine chiếm được Uzozeer Thì lúc bấy giờ là đồng loạt họ chiếm được hai thị trấn Đấy, đấy là một cái mà cho nên là bắt buộc Ukraine phải chiếm được cái thị trấn này bằng được Tại thời điểm này thì phía Ukraine họ đã không còn lý do gì để họ không chiếm được cái thị trấn này nữa rồi Chúng ta thấy là trong những cái thời gian vừa qua thì họ đã tấn công rất nhiều thứ, đạn trùm. Uh, tên lửa Storm Shadow và thêm cả ZDAM nữa tấn công chính xác đúng không ạ và gây thiệt hại được khá lớn cho phía những cái đạo quân của nga đóng trong những cái uh, công sự chiến hào và các cái tòa nhà như vậy rõ ràng thì chúng ta thấy là nga không thể tồn tại được dưới cái sức hỏa lực nó kinh khủng như vậy đến thời điểm này thì họ vẫn đang bắn dồn dập vào trong trận địa tuy nhiên đến tình hình buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là à, phía nga họ vẫn giữ được đúng không ạ giữ vần được cái phần kiểm soát ở phía nam của uzojer đấy và như vậy thì có nghĩa rằng là phía ukraine vẫn chưa giải quyết được tình hình cho nên là trước cái diễn biến như thế thì chúng ta thấy phía ukraine đã có những cái tăng cường rất lớn trong chiều ngày hôm nay các lữ đoàn mới được bổ sung tới khu vực à, dự trữ chiến thuật ngay tại trận địa đằng sau các mũi tấn công tổ chức ở hướng pritune ngay sát bên phải của putune để ép vào phía staromajor Tấn công trực tiếp từ trên xuống Star -Major. à, Rồi là điều thêm uh, 3 bốn cái uh, uh, đội quân uh, vệ binh lãnh thổ xuống Star Major Để uh, găm chân, kìm chân quân Nga cũng như là chốt chặn ở khu vực này Đây chúng ta sẽ thấy cái bản đồ giao chiến trong chiều ngày hôm nay nó sẽ như thế nào Đầu tiên thì phía Ukraine tấn công từ Ryubin xuống Rivo uh, Pritune ở đây Sau đó họ có thêm các mũi tấn công bên này đúng không ạ Đấy và sau đó thì họ đổ thêm quân rất nhiều tấn công vào đây để đẩy sát quân Nga ra khỏi phía nam Staromizer rồi họ điều thêm các cánh quân vệ binh lãnh thổ để mà củng cố trận địa của khu vực này. Các cánh quân ở phía bên này của các cái đội quân dù và thủy quân lục chiến thì mang theo cầu phao để vượt qua sông tấn công vào những dồn dập vào từ các hướng của khu vực còn lại của Staromizer. Đấy là những cái kiểu tấn công trong chiều ngày hôm nay. Đồng thời Họ đem theo những cái đơn vị pháo pháo kích, những cái đơn vị mới xuất hiện ở đằng sau và tất nhiên là tiếp tục ném bom đạn một cách gọi là ồ ạt vào khu vực còn lại của Stormezer. Bây giờ thì cái điểm mà Stroymajor thì nó chỉ còn một cái thứ mà nó đáng để mà lưu giữ nhất đấy chính là cái khu vực công nghiệp ở đây. À, tôi nghĩ rằng phía nga bây giờ à, trước khi cái diễn biến trong chiều muộn ngày hôm nay thì có thể họ đã bị đẩy sát tới khu vực này có nghĩa là họ chỉ còn kiểm soát cái khu vực này thôi và phía Ukraine thì cũng đã có những thông tin về việc là họ đã chiếm được Uzhozaiyur nhưng mà đến chiều muộn ngày hôm nay thì có những thông tin từ phía Nga cho biết rất nhiều nguồn tin cho biết là nhưng mà toàn nguồn tin thân Nga thôi cho nên chúng ta cũng chưa biết thế nào nhưng mà các nguồn tin này thì họ cũng đại lái là không công tâm lắm nhưng mà cũng không bao giờ nói phép đến mức độ là gọi là đổi trắng thay đen như vậy thì họ nói rằng bây giờ đã quân Nga đã tiến hành phản công từ nhiều hướng vào Uzozeo. Đấy và bây giờ giao tranh đã được đẩy từ phía trung tâm, phía nam, phía trung tâm lên tuyến phía gần chót của phía khu vực phía bắc rồi. Như vậy cho thấy là phía Ukraine đã bị đẩy ra phần lớn cái khu vực Uzozeo và phía Nga đã ghi nhận được những cái tín hiệu radar về tình hình rất là khốn vây khốn bị vây khốn của quân Ukraine ở cái bên hướng này. Đấy, đồng thời là các cụm quân của Ukraina ở bên này thì cũng bị uh, 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 bị pháo của uh, trận địa pháo của Nga nó hành suốt trong cả chiều ngày hôm nay. Và trước khi tấn công lên đây thì phía Nga cũng đã bắn liên tục 3 tiếng đồng hồ pháo vào cả hai trận địa. Đấy, và những thông tin như này thì nó quá gần cho nên chúng ta chưa có những cái cơ hội để để xác định được tính chính xác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với những thông tin như thế và cái lịch sử về những nguồn tin như vậy thì có khả năng tuy nó có thể không đến khu vực cực bắc nhưng có thể là nga đã à, buổi sáng họ đã phải rút khỏi phía trung tâm xuống phía dưới đúng không ạ tức là từ đêm qua rồi nhưng mà trong ngày hôm nay chiều ngày hôm nay họ đã tấn công phản công và họ đẩy ngược lại ukraine quay về cái vị trí ngày hôm kia Đấy, còn phía ukraine thì cũng vẫn đang rất tích cực để tấn công vào các cái mũi tấn công của nga bằng pháo kích chỉ có một điều nói những cái điều mà chúng ta biết rất rõ ở đây Có nghĩa rằng là sức tấn công và ý chí quyết tâm của Ukraine cực kỳ cao Chúng ta cũng biết là nếu họ không đi qua được hai thị trấn này Để mà tiếp cận tới cái thị trấn Staminivka ở phía dưới Vốn là một cái trung tâm hậu cần, đúng không ạ Trung tâm hậu cần, một cái pháo đài khá quan trọng của Nga Thì có nghĩa rằng gần như cuộc tổng phản công họ sẽ thất bại Đấy, ở hướng phía bên dưa kia, bên Rabotine thì nó cũng không sáng sủa hơn bao nhiêu Cho nên là bắt buộc họ phải chiếm bằng được và đã có những cái lệnh trong chiều ngày hôm nay là bắt bắt buộc phải chiếm bằng được khu vực này có nghĩa là ngược lại với tử thủ thì có nghĩa là họ gì đấy nhỉ tử tiến đúng không ạ tử tấn và tử chiếm thế nhưng mà nếu như những diễn biến của nga trong chiều hôm nay là phản công như này thì có thể là một trong những cái đòn uh, khiến cho ukraine sẽ bị uh, hụt hơi khá nhiều vì uh, họ đang có một cái đà xuống rất mạnh đúng không ạ đổ rất nhiều quân thiệt hại có thể nói là ở phía Nga thông báo thiệt hại của Ukraine rất lớn, thương vong rất nhiều. Như vậy là hai diện hai khu vực trong buổi chiều Chủ nhật ở cánh quan trọng nhất đã diễn ra những hoạt động rất tích cực. Chúng ta chờ xem những cái thông tin để biết thêm chi tiết. Vui lòng liên hệ tập sau. Còn ở hướng Novo-Malikivka, chúng ta thấy là những cái gì chúng ta đang bàn buổi sáng gần như là phía buổi chiều này thì phía Nga đã định hình thêm các cái hướng nó nét hơn. Bây giờ thì họ đang tổ chức các cái đợt tấn công theo kiểu như này. Muốn kiểm soát một cái trận địa kiểu gì phía trên như này. Và phía này họ cũng quay cái mũi tấn công sang phía Tây. Cũng kiểu như này. Đấy, có nghĩa rằng là phía Nga cũng đang uh, cố tình tạo ra được hai cái điểm uh, gọng kìm ở phía Nam và phía Bắc của Novo Mikhailivka và Pasa Korikivka để mà từ đây uh, dọn dẹp chiến trường rồi từ các hướng tập trung uh, bao vây từ hai sườn và cánh chính đánh từ phía chính đông sang để như tôi nói quý vị là họ nhắm tới khu vực này đúng không ạ để mong giống như quý vị có thể để ý là những cái gì mà nga làm ấy thì nó nó không là một cái ngẫu nhiên ở bên kamianska thì họ đang hình thành một chiến tuyến chuẩn bị để mà tung đòn ra hỗ trợ giải phóng ơ giải uh, cái gì nhỉ? Giải vây đúng không ạ? Giải tỏa, uh, giải gì đấy để cho cái bên này nó giảm bớt cái sức ép bên Rambutine. Còn phía bên này thì cũng chỉ còn mỗi chiến trường này thôi. Nó sát uh, với Staromeje và họ cũng đang làm một cái điều tương tự. Ở đây nó chỉ có mỗi cái là họ có cái Vuleda ở giữa nó ngáng chân thôi, đúng không ạ? Còn như vậy chúng ta thấy rõ cái chiến thuật của Nga nó luôn là cái dạng kiểu vây ngụy cứu triệu. Và đây là những cái phiên bản mili ngay tại trận chiến đúng không ạ? Còn phiên bản lớn của nó chính là phiên bản đang diễn ra ở khu vực top và khu vực Liman, Kupian. Giao tranh đang diễn ra ở khu vực Krasnohorivka, ở rìa của thị trấn. Còn phía Nga tiếp tục pháo kích vào trong thị trấn. Ở Adipka không có thông tin đáng kể gì trong chiều ngày hôm nay. Còn lên tới thị trận khu vực quan trọng phía nhất ở chiến trường phía đông, có nghĩa rằng Kikitsa của Ukraine thì trong chiều ngày hôm nay phía Nga lại thông báo là họ phản công và họ lại tiếp tục đánh bật quân Ukraine ra khỏi làng. Đấy, nếu như theo bản đồ mới nhất bây giờ khá tin cậy thì bây giờ cái mặt trận của Nga họ đã chiếm lại được hết cái phần phía Nam và chỉ còn một vài khoảng nhỏ ở phía Tây Nam thì Ukraine còn ở lại trong khu vực đấy để cố thủ, nhưng họ nói rằng là cũng chỉ tạm thời thôi, bởi vì tại thời điểm hiện tại thì dường như quân Ukraine đang bị mất đà ở khu vực này đấy và khả năng mà họ có thể giữ được những cái phần còn lại là rất thấp. Cũng là một diễn biến có lợi cho Nga và khả năng cái việc đấy nó rất cao. À, với những cái bài mà buổi chiều như này thì chúng vào buổi gần tối chúng ta cũng chỉ phỏng đoán thôi vì nó không có cái những cái cơ quan uh, gọi là có uy tín đúng không ạ và những bản đồ trung lập để họ xác nhận các cái trận đấu cho nên chúng ta phỏng đoán nhưng mà uh, phỏng đoán nó thường nó là khá chính xác vâng nếu như ukraine mà họ bị đánh bật ra <laughs> trong cái này thì rõ ràng là toàn bộ những công sức mà họ quay lại họ chiếm được khu vực phía dưới này và phía Andripka À, trong uh, ngày hôm qua thì bây giờ lại gần như bị Nga họ lấy lại rồi à, Phía này thì cũng đã ghi nhận các hướng tấn công của Nga ở về phía Tây Nam Như vậy là đang tiến thẳng ra khu vực này Nhằm cắt cái cánh quân của Ukraine đã tiến sát vào Kurimika Và như vậy thì có khả năng Ukraine lại mất lại Đúng rồi, cái khoảng này Có nghĩa rằng Nga đang nhắm tới việc lấy lại cái khu vực góc chữ A ở khu vực bờ sông bên đây à, Như này Và lại quay lại cái uh, bản đồ cách đây 48 giờ Đây là một trong những cái bản đồ liên quan tới cái mặt trận này. Tới thời điểm này chúng ta thấy là đúng là phía Ukraine đã bị đẩy ra khỏi những khu vực phía tây nam, đúng không ạ? Khu vực chính của thị trấn chỉ còn là đóng lại phía khu vực rìa, nơi mà có các cái cánh rừng. Đấy, và một khu vực đô thị nhỏ trong cái hình chữ nhật màu xanh này thôi. Đấy, còn các hướng trước thì họ cũng đã chiếm từ trước, còn phía Nga thì cũng đã phản công để mà... À, đối, đối đối đầu mới lại những cái đạo quân Ukraine đang tiến tới khu vực đường sắt ở đây. đấy Còn lại chúng ta thấy là phía nga đang đẩy khu vực này. Còn ở Kudymka phía bên dưới là phía nga cũng phản công và họ cũng đang đẩy dần quân Ukraine ra. Chúng ta sẽ đến với những diễn biến còn lại trong buổi chiều ngày hôm nay. À, ở khu vực uh, uh, Spine thì uh, phía nga đã có thêm một loạt những cái đợt tấn công pháo kích mới. Ở khu vực này như vậy có thể có khả năng là họ sẽ chuẩn bị uh, tạo một cái bước tiến đáng kể để mà cắt toàn bộ cái Spine này phục vụ cho một cái chiến trường chúng tôi cũng theo dõi trong mấy ngày hôm nay đúng là hướng tới Vimpika và cái khu vực này có khả năng uh, như vậy thì bây giờ họ đang tấn công vào đây. Không chỉ ở khu vực đấy mà khu vực phía trên ở Birohorivka phía Nga cũng uh, tiến hành các cái cuộc vây hãm mới vào trung tâm thị trấn phía Ukraine họ vẫn nhờ cao điểm ở khu vực này họ vẫn giữ được cái trận địa và các cái khu vực uh, đô thị ở khu vực này mặc dù nó nhỏ thôi Nga cũng vào mấy lần sát tới chiến uh, tới khu vực đô thị nhưng mà uh, Ukraine họ kiểm soát cái trận địa pháo ở khu vực này và họ có những cái nhân sự có thể nói là rất kinh nghiệm để mà phòng ngự ở cái thị trấn chiến lược này cho nên phía Nga cũng chưa thể tiến vào được từ rất lâu rồi không có diễn biến đáng kể ở khu vực uh, uh, <laughs> Ramina, Toske, uh, Makivka đến uh, chiều muộn ngày hôm nay. Ở Nadia thì uh, dường như phía Nga đang có uh, sau buổi chiều ngày hôm nay như chúng tôi nói với quý vị là phía Nga đang tiến hành phản công, đang tấn công ở Nadia thì uh, dường như buổi tối họ đã tiến thêm được một vài phần ở khu vực Nadia, dường như trung tâm thị trấn đã rơi vào tay Nga. Còn cái phía uh, phía tây thì phía Ukraine đang làm chủ. Cũng là một cái bước tiến uh, nhỏ trong buổi chiều, không có diễn biến đáng kể ở khu vực này. Còn ở phía trên thì vẫn diễn ra những hoạt động đáng kể. Trong chiều ngày hôm nay thì chúng ta thấy là phía nga họ cũng đã tiến quân được rất nhiều trong suốt những ngày qua. Cái bước tiến của họ thì nó giảm dần, đúng không ạ? Vì bắt đầu nó đến dần đến những cái khu đô thị và có cái hệ thống công sự dày đặc của ukraine bắt đầu bắt đầu xuất hiện. Trong chiều thì phía nga thông báo là họ chiếm thêm được mười mấy cái công sự tiếp theo của ukraine tại thời điểm này thì phía nga đang tấn công dồn dập vào cái trục Pishchane ở đây tới Kudika ở khu vực này chúng ta nhìn thấy ở đây thì chúng ta thấy tại sao nga tấn công vào đây nó cũng là điều rất dễ hiểu đúng không ạ nhìn chân trận địa thì đây chính là cái trung tâm của cái tam giác Đấy, từ đây thì nhờ cái bán kính của pháo mà phía nga có thể phía ukraine có thể kiểm soát được hoàn toàn cái trận địa pháo xung quanh của họ cho nên là phía uh, nga họ đang tấn công dồn dập bằng bom FAB 500 nơi mà đóng những cái đạo quân tấn công chiến thuật bằng tên lửa Hima và pháo kích của Ukraine. Rất có khả năng sau khi tấn công bằng pháo kích thì đêm nay phía Nga lại tiếp tục dồn dập tấn công nữa ở hướng này. Ở khu vực Kubian thì nó có thêm những diễn biến liên quan tới việc là Ukraine họ đang tiến hành một cái cuộc tổng động viên theo kiểu là tại chỗ tạm thời nhanh ở khu vực này nhằm vơ vét hết những cái Uh, đàn ông những cái người mà trong độ tuổi quân sự vào để mà có thể nhanh chóng phòng ngự những khu vực uh, còn lại quan trọng của Cuba bởi vì bây giờ Cuba thì nó khá nguy cấp thứ hai nữa là đa số người dân ở Cuba bây giờ thì lại lại vẫn là những cái người người ta thân nga đấy uh, có thể nói là rất thân nga cho nên là Ukraine cũng muốn tranh thủ để vét nốt đợt cuối đúng không ạ một là làm cho những người đấy lôi ra mặt trận làm pháo hôi để chết bớt hai là cũng lôi vào để bớt trở thành những cái người ngáng đường, sau này có thể trở thành những cái tay trong của Nga, vân vân. Và thậm chí có thể trở thành một cái vùng quan trọng giống như là những vùng khác như Lugan, phía Nga lại có thể tổng động viên, động viên những cái người đó thì vô tình sẽ rơi cái nguồn lực quân sự đấy vào tay Nga, cho nên bây giờ họ đã nhanh tốc tốc để họ khẩn cấp tuyển những người lính đấy để đẩy luôn ra mặt trận để chống với lại cái bước tiến của Nga nhưng mà cái hành động đấy thì tôi nghĩ rằng là nó à, à, lợi bất cập hại bởi vì nói gì thì nói nếu mà những người binh sĩ họ không có tinh thần chiến đấu mà lại còn có thân kẻ thù nữa thì à, vô hình dung trên đường dài nó sẽ gây họa rất lớn đúng không ạ à, một chiều à, chủ nhật cũng có thể nói là có khá nhiều diễn biến à, đặc biệt là ở khu vực Zaporizhia và cái khu vực Kikicha. Đến thời điểm này thì cũng rất ngạc nhiên là phía Ukraine cũng chưa chiếm được Kikicha và ở Uzo Họ đang họ đã đầu tư và đang đầu tư rất nhiều nguồn lực vào đó. Chúng ta sẽ chờ xem trong đêm chủ nhật này sẽ có những diễn biến đáng kể gì hay không. Chúng ta lướt qua cái chuyên mục gọi là vũ khí hàng ngày. Vâng, vẫn là đoàn xe tiến ra chiến trường của Nga trong ngày hôm nay. Những đoàn xe trông rất lạ, đúng không ạ? Vâng, hình như là cái gì? cái loại gì tên lửa phóng loạt cỡ lớn đúng không ạ? Đấy Smash. Ngày hôm nay hình như cũng là ngày không quân Nga. Hôm trước thì thủy quân, hải quân, sau đó là lính dù, còn ngày hôm nay thì ngày không quân. Vâng, máy bay Su-57 nhìn rất đẹp. Không biết thì bao giờ Nga mới đưa ra chiến trường còn đây là một cái triển lãm ở khu vực uh, xanh petersburg nơi mà phía nga uh, trưng bày tất cả những cái trang thiết bị vũ khí mà họ chiếm được từ phía ukraine và, bà con nhân dân uh, gọi là đến chiêm ngưỡng và thử luôn xe bọc thép uh, max pro Keybridge. vâng rất nhiều loại các loại uh, xe BTR 4E, BTR 3, M112, Max Pro, kplan vân vân. chắc là nga sẽ còn rất nhiều những cái loại đấy để mà khoe với bản dân thiên hạ. Uh, vì hiện tại họ bắt được nhiều thứ rồi, nhưng mà họ chưa đưa được đến cái xanh Vyetbua thôi. Leopard đúng không ạ? rồi là uh, AMX, rồi uh, cái gì phổ biến nhỉ? Bradley, rất nhiều. Hôm nay thì Nga cũng đưa ra các cái loại mẫu súng trường mới sử dụng các cái băng đạn của theo tiêu chuẩn của NATO. Đấy, một loại súng trường có thể nói là trông rất xịn sò đúng không ạ, trông của hãng Kasa Limov. Sử dụng đạn của NATO. Bây giờ tôi mới biết điều đó. Cũng là mẫu súng trường mới Nga chuẩn bị đưa vào trong chiến trường trong thời điểm tới. Đấy là cái dòng súng trường Casnicop. Nhưng mà nó sử dụng các cái công nghệ mới, có là công nghệ gì mà gọi là uh, vi sóng ấy, giống như kiểu lò vi sóng đấy, là hoàn toàn mới ở trên chiến trường. Tên lửa mới của Nga, KAB-50L. Vâng, Nga ra rất nhiều các loại trang thiết bị vũ khí, hôm qua chúng tôi ngày nào cũng đưa quý vị mấy loại rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn thấy là họ có những thứ gọi là các cái con bài mới ở trong ống tay rất nhiều. Đây là súng phòng không à, Jack 23. Đây cũng là súng phòng không. Ban nãy thì là vừa súng phòng không, vừa là dạng như kiểu bọc thép chiến đấu luôn. Còn đây là cái loại hôm qua chúng ta nhìn thấy Zubino, đúng không ạ? Nhưng mà cũng không biết nó là cái gì những hình ảnh này thì trong những cái sự chuẩn bị cho họ trong cái AMI 2023. Thêm những hình ảnh về cái tên lửa tên lửa này nó cũng là trong cái một cái mô đun uh, giai đoạn cuối của tên lửa Satan, à cái gì nhỉ? Avangard, một trong những cái tên lửa tối tân nhất của Nga thời điểm hiện tại, bay với vận tốc siêu thanh. Đấy, như vậy là nó đã tên lửa hạt nhân vượt đại châu, bay vòng vèo nhưng mà lại với vận tốc siêu thanh có thể đổi À, lái rồi đổi liếc các thứ trên đường, rất nguy hiểm. Các dòng xe bọc thép mới thì bây giờ phiên bản nhà máy nó đã có lồng gà rồi, đấy chúng ta nhìn thấy. Xe bọc thép xe tăng khung gầm. Đây là mẫu uh, UAV Constat <laughs> Orion dòng uh, KAB50X có trang bị cả bom dẫn đường thông minh. Vâng tiếp theo những hệ thống phòng không chúng ta đã nhìn hôm qua những hình ảnh thêm những xe bọc thép. Và trong đợt này vũ khí của nga trông nó đẹp đúng không ạ? Nó đẹp hơn ngày xưa. Đây là loại gì đây? Loại gì mà trông đầu không đầu mà đuôi không ra đuôi thế này? Vâng rất lạ luôn. vâng rất nhiều xe tăng rồi các thứ bây giờ lồng gà nó là một tiêu chuẩn mới của xã hội rồi như vậy là à, chúng ta nói tới cái vấn đề <laughs> vũ khí và chiến cuộc đúng không ạ trước khi đấy thì chúng ta ngó qua một vài những tình hình như này để chúng ta thấy một cái vấn đề của phương tây và ukraine ngay trong ngày hôm nay khi đã có những thông tin mà phía ukraine họ tin chắc là trong ngày hôm qua và ngày hôm nay họ đã chiếm được uzhosea rồi và Star major rồi cho nên là ngay lập tức thì tất cả những tờ báo của anh quý vị nhớ là tờ báo của anh thì nó không chỉ nó chờ trông nó nó gọi là nó thụ động nó chờ đợi mà nó còn chủ động để nó làm việc ukraine đúng không ạ bởi vì là dường như phía anh làm mọi thứ để mà có thể ủng hộ người ukraine cho nên các tờ báo như chúng tôi nói từ báo này cho đến báo kia từ lá cải cho đến báo tầm cỡ nhà nước chỉ chờ có những cái tin mà tiến một mét thì họ cũng lập tức họ gọi là hô phong hoán vũ ra thành một cái 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 thông tin khổng lồ luôn. Tờ Telegraph hôm nay nói rằng trước cái sự thất bại ở trên chiến trường trong những ngày gần đây, Putin và chính quyền hiện nay đang bị kinh hoàng đấy và dường như họ đang cân nhắc tới việc sử dụng lại những cái luận điệu sử dụng vũ khí hạt nhân trong những cái bối cảnh gặp khó khăn ở trên mặt trận tổng phản công đang phía Ukraine đang lấy lại được đà. Vâng, đấy là tờ Telegraph, một cái thông điệp kiểu kiểu như vậy. Có nghĩa rằng là phía Ukraine chiếm thêm được khoảng 200 mét đất, đúng không ạ, ở Rabutine đấy, trong ngày hôm nay. Và phía Uzozeo thì dường như là có thông tin là nó thất thủ, đúng không ạ? Cho nên là phía Anh họ đã lập tức ra những cái bài, bài kiểu như thế luôn rồi. Vâng, thêm một cái đoạn của tờ đấy, nó nói rằng là à, Vladimir Putin biết chắc là ông ta sẽ bị đánh bại. Đấy. biết chắc là ông ta sẽ bị đánh trước đánh bại biết chắc và biết trước ông ta sẽ bị đánh bại cho nên đang bàn thảo về những kế hoạch hạt nhân tờ giờ tham cho biết là ukraine đang chiến thắng trong cuộc chiến với người nga nhưng mà chắc chắn sẽ không thể kết thúc cuộc chiến trước uh, giáng sinh năm nay Đấy. rồi bên cạnh hình ảnh putin uh, giống như một người Âu, một người đàn ông già mất ha, mắc 20 chứng bệnh uh, gọi là hiểm nghèo trong đó có rất nhiều bệnh ung thư Tờ này cho hay là vũ khí của phương Tây uh, đã khiến cho người nga bị bất ngờ và người nga đã bị uh, người ukraine áp đảo về quân số. Putin đang ở trong một trạng thái tiến thoái lưỡng la và đang lưỡng lự. Tuy nhiên thì cuộc tổng phản công của ông Zelensky có vẻ là hơi chậm. đấy Và kể những cái người lạc quan ở ukraine thường quá tự tin để dự đoán một cái kết cuộc nhanh chóng, chiến thắng nhanh chóng cho quân ukraine. Khi mà Ukraine đã tiến hành cuộc tổng phản công được chờ đợi từ rất lâu, à, nhưng mà thì cuối cùng thì cuộc tổng phản công đã diễn ra hơi chậm so với lại cái kỳ vọng của dân chúng. Cuối cùng thì cuộc chiến bây giờ nó đã diễn ra khá là chậm cho cả hai phía. Phía nga dường như đã từ bỏ mục tiêu chiến thắng nhanh chóng trong cuộc chiến này. Còn phía Ukraine thì cũng không còn những cái mục tiêu tham vọng để hướng tới bán đảo Crimea trong một cái thời gian sớm nhất trong mùa hè năm nay. Vâng, tờ Times cũng là một tờ của Anh, quý vị nhớ nhá. Vâng, còn một tờ Guardian của Anh thì nói rằng sau khi vượt qua Staromajor và Uzozeer thì xe tăng của của Ukraine đã tiến the đã tiến thẳng về hướng Mariupol quý vị ạ. À? Đấy. Đọc như thế thì có nghĩa rằng là Mariupol nó nằm ở đây đúng không ạ? Chứ nó không phải nó nằm ở tít khu vực này, cách tới gần trăm km. Dã man chưa? Sau khi chiếm được Staromazer và Uzozeer, xe tăng của Ukraine đang hướng về phía Mariupol mà không nói rằng là tên đường tới đấy thì nó vượt qua khoảng độ gần trăm làng mạc cộng với lại gần trăm km nữa trong khi đó mấy tháng thì mới đi được có vài km đúng không ạ? Vâng, rất là tẩm lợn. Chúng ta có thể đến một cái góc nhìn mà tôi thấy nó khá cân bằng, cái phân tích khá cân bằng của ông Khodakovsky của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ông này thì là gọi là người tạm nắm quyền của cái đơn kiểu như một đơn vị vệ binh quốc gia của cái nước Cộng hòa Donetsk này. Ông ấy nói rằng là phía Ukraine đã dễ dàng tin vào một chiến thắng nhanh chóng khi mà họ kỳ vọng là khi cuộc phản công diễn ra, phía Nga ngay lập tức, tức là chúng ta ngay lập tức sẽ rút lui khỏi chiến hào nhanh như là tại Khắc Cốp và Khe Son mùa thu năm ngoái. Đấy, nhưng mà họ hoàn toàn sai lầm. Ông nói rằng là cuộc chiến này nó đang được chiến thắng ở trong không phải ở phi, khi ở tấn công mà là ở lúc phòng ngự. Đấy, điều đấy có nói lên một cái điều gì? phía Nga ngay từ đầu cuộc chiến thì họ đã phung phí rất nhiều nguồn lực. Quý vị nhớ là những thời đầu cuộc chiến ấy, thì nhiều khi có những cái vị tướng chỉ huy ngoài mặt trận là một cái cấp nó không cao đâu. Nhưng mà chỉ nhìn thấy cái gì ngứa mắt phát là họ bảo là bấm nút caliber. Đấy, họ gọi bấm nút caliber và phía Nga đã lập tức thực hiện ngay cho nên là đốt rất nhiều nguồn lực về các cái ngoại khí tài đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ thì phía Nga trong suốt thời gian vừa qua thì họ đã sử dụng một cách nó rất là có cái kế hoạch và có thể nói rất tiết kiệm. Đúng không ạ? Trong thời gian gần đây thì tôi thấy là họ tấn công rất nhỏ giọt. Họ đang tích lũy để chờ đợi một cái làm cho một cái cơn bão nào đó nó rất to. Ngược lại với phía Ukraine À, thì người nga không cần kết quả đấy. Còn phía người, những người ukraine thì họ cần kết quả, cho nên họ đã tung rất nhiều những nguồn lực mới toanh, trong đó có cả những người lính chưa được đào tạo vất vào trong các cuộc chiến để mà tàn sát những người đó rồi đốt uh, những cái nguồn lực mà phương tây đã viện trợ cho. Còn phía nga vì không bị sức ép với kết quả, cho nên chúng ta đã rút lui về các tuyến sau để đảm bảo đội hình cũng như là là tiêu hao uh, phần lớn những nguồn uh, lực Uh, uh, quân đội của quân thủ và đồng thời cho chúng ta những cái cơ hội để tiếp tục uh, bổ sung những nguồn lực đã bị tiêu hao tiếp tục đưa ra những loại vũ khí mới trên chiến trường và đồng thời làm suy yếu quân thủ hàng ngày quân đội của chúng ta nhận được rất nhiều vũ khí mới uh, rất nhiều uh, nguồn viện binh mới rất nhiều nhà máy mới sản xuất các loại trang thiết bị mới À, các độ tổn thất à, thì được à, bảo toàn à, và chúng ta càng ngày càng à, tung ra những nguồn lực còn lớn hơn những thứ thứ chúng ta tổn thất. Nếu nhìn vào cục diện như thế thì chúng ta có thể thấy nó sẽ không duy trì được lâu. À, rõ ràng một bên sẽ nhanh chóng bị à, suy sụp khi thời gian nó đến. Tình huống hiện nay tuy hơi chậm chạp nhưng mà nó đang chuyển về à, về phía tính thượng phong đang chuyển về tay chúng ta à, một cách rất chắc chắn và rất tự tin. Kẻ thù hy vọng về một chiến thắng và sự rút lui nhanh chóng của chúng ta đã không diễn ra. Bây giờ họ không thể đột phá qua hàng phòng ngự của chúng ta một cách nhanh chóng và đã nhanh chóng bị suy sụp. Bây giờ thì họ vẫn tiếp tục cố để tạo ra một vài những cuộc phản công để mà chốt lại tất cả những cái chiến cuộc trong thời trong giai đoạn này và đang ở trong một trạng thái có thể nói là bị khủng hoảng. Và trong một trong những nỗ lực để làm cho nâng cao tinh thần của binh lính và xã hội, à, cho nên họ đã bằng mọi giá phải tổ chức các cuộc tấn công để mà đạt được những cái mục tiêu thắng lợi nho nhỏ cũng như tất cả những cái cuộc tấn công khủng bố vào nước chúng ta. Nhưng về mặt toán học mà nói, à, tình trạng như này sẽ không diễn ra được lâu. Và một bài viết có thể nó cũng lộn xộn đúng không ạ và việc dịch thô nó cũng lộn xộn nhưng mà nó truyền tải tinh thần nó rất rõ quý vị ạ. Và đấy chính là thông điệp mà chúng tôi cũng muốn truyền đến quý vị. Nhưng mà bây giờ một chuyên gia quân sự và là một trong những người đứng đầu của DPA, tức là của Donetsk, ông nói như thế thì chúng ta thấy rõ rõ rồi đúng không ạ? Có nghĩa rằng là bây giờ bản thân Ukraine đã mất nhiều rất nhiều thời gian, nguồn lực, Hy vọng về một cuộc tấn công, phản công nhanh chóng, chớp nhoáng để đánh bật quân Nga, đúng không ạ? Để mà quân Nga rút lui như họ đã vẽ đấy. Quý vị nhớ là họ vẽ vào cuộc phản công như này thì Nga chạy re kèn ở đây ra đây, đúng không ạ? Re kèn ở đây ra đây, xong đó là từ bán đảo uh, Crimea, uh, Crimea là chạy cũng re kèn ra đây, một cách rất nhanh chóng. Thế nhưng mà tất cả những cái đấy là họ đều dựa trên cái việc mà họ đã đánh quân Nga chạy tan tác, đúng không ạ? Ở khu Kharkov vào năm ngoái đấy là bởi vì chính chính quyền của họ nói là họ đánh bại quân nga thua tan tác bại binh như núi lở nhưng mà thực tế thì nó là việc rút quân đúng không ạ thế còn bây giờ thì nga lại không rút quân nữa đấy, mà câu chuyện là họ đang tổ chức ra các cái uh, có thể nói các cái phễu trên chiến trường để mà hút hết các nguồn sinh lực dần dần của ukraine trong đó hàng ngày thì họ vẫn tiếp tục tung ra chiến trường các loại vũ khí mới các đoàn xe mới đúng không ạ những đội uh, quân viện binh mới có nghĩa rằng một bên thì đang bị tiêu hao, còn bên kia thì càng ngày nó càng khỏe ra. Đấy. Thế còn uh, rõ ràng là Ukraine với tình huống như này thì họ bắt buộc phải tung ra cái đợt tấn công cuối cùng để tìm kiếm những chiến thắng mang tính chất chính trị như chúng tôi cũng nói với quý vị rồi và những thứ đó đang diễn ra ở Rabutine đúng không ạ? Và cái uh, Staromaye và Uzovye -e. và có thể nói đây cũng là một cái giai đoạn cuối mà Ukraine có cơ hội để làm rồi. Và đấy cũng chính là những cái điều mà ông này ông nói, tôi cũng nghĩ như thế và tôi cũng chia sẻ với quý vị nhiều và đấy chính xác là những gì đang diễn ra trên chiến trường những cái việc như này ấy, nó chỉ diễn ra trong vài tháng nữa thôi chúng ta sẽ thấy là cùng lắm đến mùa à, xuân năm sau đúng không ạ chắc chắn là sẽ có những cuộc phản công tấn công lớn từ phía nga còn bây giờ thì tôi thấy là phía nga họ không có vội vàng gì cả tất nhiên là trong những cái chiến trường như này thì ukraine cũng có những cái chiến thắng chiến thuật đúng không ạ đặc biệt là ở cái chiến trường này mới chiến trường khe son là nơi rất là gần cái hậu phương của họ và cái nguồn lực để mà theo kiểu đánh chộp giật của họ nó và năng lực đánh chộp giật của họ vẫn là cao cho nên họ vẫn gây được thiệt hại và họ vẫn có những chiến thắng đấy là chuyện đương nhiên thôi nhưng mà chúng ta nhìn qua cái lời của ông ấy nói có nghĩa là đây là một cái cuộc tấn công ở một chiến tranh mà phía người nga họ lấy tĩnh để họ chế động đúng không ạ họ lấy cái sự mềm dẻo gọi là để họ đánh lại những cái sự cương cứng của phía ukraine Vâng, để kết thúc chương trình thì chúng ta có thể quay lại để nhớ về một loạt những cái câu phát biểu của lãnh đạo phương Tây cũng như Ukraine, đúng không ạ? Rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà chúng tôi có thể nhớ qua đầu, trong đầu một vài những cái lời phát biểu. Ví dụ như là phát biểu của tướng Ben Hoss của Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và phương Tây, NATO ở phương Tây, ở châu Âu, đúng không ạ? Thì ông nói rằng là Ukraine sẽ chiếm lại Crimea vào mùa hè năm sau. Có nghĩa rằng là ông nói vào năm ngoái rồi, thì bây giờ nó chỉ còn một gần một tháng nữa là nó hết mùa hè. Đấy, Cái ông mà nói rằng nếu như có tên lửa tầm xa thì không cần đánh, quân nga cũng tự động rút lui khỏi Crimea, ấy, đúng không ạ? Một người có thể nói đứng đầu quân đội Mỹ ở NATO ở khu vực Châu Âu nhưng mà có những phát biểu như thế và bây giờ chỉ còn một tháng nữa, không biết là Ukraine có thể chiều lòng được ông hay không? Và đến bây giờ thì ông ấy vẫn còn tiếp tục chém gió ầm ầm ở trên mạng. Và một cái điều đáng buồn, quý vị cũng từng xem cái video đấy với chúng tôi về phỏng vấn ông ấy đâu rồi, đúng không ạ? Một cái điều mà nó đáng buồn cười ấy là ông ấy là một người đức cao vọng trọng. mà ông nói ra nó như là thật đấy quý vị ạ. Ông ấy nói như là một cái gì ông nghĩ, tức là nó rất là thâm thúy, nó rất là thật và nó không có gì cần phải nghi ngờ về việc đó nữa. Một cái sự tự tin trong cách trình bày, cách suy nghĩ. đấy Và chúng ta thấy là rõ ràng là nếu như người Ukraine Đương nhiên người Ukraine nào mà chẳng nghe theo một cái tổng tham mưu trưởng của Liên quân Mỹ, đúng không? cho Nên là thế là chết rồi. Mà chưa kể là bây giờ lại còn nghe của cả mấy công cuội ở Anh nữa thì thôi, càng chết nữa. Vâng, còn một nhân vật Kirin Budanov thì có thể nói rất nhiều những cái phát ngôn của ông ấy về Crimea. Ông ấy nói rằng uh, chúng ta sẽ đem uh, Crimea trở lại với đất mẹ vào mùa hè năm 2023. Vâng, bây giờ cũng là đến mùa hè rồi và sắp hết mùa hè rồi. À, cũng đã nhiều lần ông ấy cũng nói rằng thực tế mà nói thì uh, Crimea đã trở về nước Ukraine về mặt tâm lý rồi đấy. Còn lại thì chúng ta thấy rất nhiều những tổ chức mà thân Ukraine đúng không ạ như là NAFO, họ cũng nói rằng là họ bán vé tổ chức uh, bạn tiệc bãi biển ở bãi biển Crimea rồi rất nhiều nhạc sĩ uh, ban nhạc cũng đã bán vé tổ chức ở tháng 6, mùng 1 tháng 7 rồi. Bây giờ cũng sang tháng 8 thì không biết đã hồi về tiền cho lại bà con uh, nông dân hay chưa. Vâng và chúng ta cũng không cần nói lại những gì mà mấy ông Polodiak, Kuleba đúng không ạ? rồi là Daninov nữa. Những ông đấy nói về Crimea rất nhiều, nhưng mà thôi chúng ta lặp đi lặp lại những thông điệp này nó cũng sẽ rất là chán. Một điều chúng tôi muốn nói với quý vị là như vậy bây giờ là giữa tháng 8 có nghĩa rằng là nó chỉ còn một tí nữa hết mùa hè Và họ đang ở một cái Rabutine Đường ngắn nhất để tiến tới uh, Crimea Và họ đã vượt qua được một chặng đường khoảng uh, tối đa 5 km Còn từ đây tới Melitopol thì nó khoảng tầm 5-70 km Melitopol tới đây nó cũng 5-70 km nữa Đúng ạ, như vậy là đã đạt được khoảng độ 5%, uh, 5 km trên khoảng độ 120 km hoặc là hơn thế nữa. Như vậy là liệu trong một tháng, nửa tháng còn lại họ có tiến tới được không hả quý vị? Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.